Chào mừng bà con đến với Hoàng Giáp TV. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một thiết bị không thể thiếu trong hệ thống làm mát trang trại, đó là tấm giấy làm mát. Tấm giấy làm mát được thiết kế với nhiều ưu điểm nổi bật như bộ phận có khả năng thấm nước tốt, nước được phân bố đồng đều theo chiều dài của tấm, giúp tăng hiệu quả làm mát lên đến 90%. Thiết kế gợn sóng với hình dạng tổ ong, giúp nâng cao khả năng tiếp xúc, cọ sát và va chạm khi dòng không khí lưu thông, tăng hiệu suất trao đổi nhiệt. Tấm giấy làm mát có thể hấp thụ nước một cách tự nhiên, lan tỏa nhanh chóng và có hiệu quả lâu dài. Được sản xuất từ giấy chuyên dụng, không chứa hóa chất độc hại, an toàn với người dùng và thân thiện với môi trường. Khả năng chống mốc, kháng bụi, bẩn tốt, có thể sử dụng trong môi trường nóng ẩm. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều nơi có thể mua được tấm làm mát. Tuy nhiên, mua tận xưởng thì có thể liên hệ với Hoàng Giáp với các chính sách giao hàng cực kỳ thuận tiện và đảm bảo chất lượng. Chính sách giao hàng của Hoàng Giáp: kho Hoàng Giáp tại Quốc Oai, Hà Nội, miễn cước vận chuyển 150 km. Khách hàng được kiểm tra hàng xem đúng đủ chất lượng và số lượng khách hàng đã đặt thì mới thanh toán nhận hàng.